những số phận tị nạn trong quán Internet, mặt tối của xã hội Nhật. Rộng 4m2 với một màn hình máy tính, mở liên tục 24/24 giờ, đây chính là những phòng Internet tại Nhật Bản. Những tưởng đây chỉ là điểm dừng chân của nhiều khách du lịch hay game thủ, thế nhưng những căn buồng chật chội ấy cũng là nơi sinh sống của biết bao người có hoàn cảnh khó khăn. Lần đầu tiên qua đêm tại quán cà phê Internet, Fumiya, 26 tuổi, đã không thể ngủ nổi bởi tiếng ngáy và bước chân của những người khác. Bạn có thể nghe thấy tiếng ngáy, tiếng ồn từ các cabin bên cạnh. Tôi đã không thực sự được nghỉ ngơi, thi thoảng tôi bị đánh thức bởi tiếng rửa bát. Bữa ăn hàng ngày của anh ở đây cũng tiết kiệm nhất có thể. Mì gói hoặc những hộp thức ăn giá 300 yên ở siêu thị, có nước uống, có thể vệ sinh cá nhân. Như vậy là đủ đối với Fumiya, nhưng anh thi thoảng không thực sự thoải mái. Quán cà phê Internet xuất hiện ở Nhật Bản từ hơn một thập kỷ trước, nhưng vào giữa những năm 2000, hình thức quán cà phê Internet có thể phục vụ làm phòng ở mới xuất hiện và mọi người bắt đầu sống ở đó. Những quán cà phê Internet kiểu này có những phòng riêng nhỏ cho khách, phòng tắm và dịch vụ giặt là với giá hợp lý cho người dùng qua đêm. Theo khảo sát của Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, 60.900 người đã từng ngủ đêm tại quán cà phê Internet vào năm 2007 và ước tính khoảng 5.400 người sống tại các quán cà phê Internet vì không có nhà cửa. Truyền thông gọi những người này là dân tị nạn cà phê Internet. Trong số đó, 2.200 người thất nghiệp và 2.700 lao động không thường xuyên như Fumiya. Có tới 38% dân số Nhật Bản là những người lao động thời vụ. Những người này có thu nhập ít hơn hẳn so với những người làm việc toàn thời gian. Sự suy thoái kinh tế đã buộc các công ty Nhật cắt giảm chi phí bằng biện pháp sa thải nhân công, thay lao động chính thức bằng lao động hợp đồng ngắn hạn, làm bán thời gian. Có lẽ vì thế mà nhiều số phận như Fumiya đã chọn những quán Internet làm nhà theo giờ. Ông Tadayuka Sakai, một người tị nạn trong quán net cũng từng là một kỹ thuật viên toàn thời gian. Trong nhiều năm, ông phải làm thêm 200 giờ trong vòng 3-4 tháng mỗi năm, thậm chí không có thời gian để về nhà. Làm việc quá sức khiến Sakai bị trầm cảm và bác sĩ của công ty đã buộc ông phải nghỉ việc tạm thời 3 lần trong vòng 20 năm qua. Khi tôi trở lại làm việc, ông chủ của tôi bóng gió rằng tôi yếu đuối và có vấn đề về tâm thần. Vì vậy, ông quyết định bỏ việc. Áp lực kinh tế và văn hóa đang khiến những con người đến đường cùng, bị mắc kẹt và cảm thấy vô vọng. Cánh cửa hy vọng nào sẽ mở ra cho cuộc đời họ?